Xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bước vào hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh và trí tuệ. Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn. Phương pháp thực hành Phật giáo có thể biến cuộc sống của bạn thành một thiên đường bình yên. Thực hành đầu tiên là Dana, hay sự bố thí. Không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là trao dồi thời gian, sự quan tâm và lòng trắc ẩn của bạn cho người khác. Hãy tưởng tượng cảm giác viên mãn khi bạn giúp đỡ ai đó mà không mong đợi điều gì đáp lại. Tiếp theo là Sila, có nghĩa là đạo đức. Bằng cách sống một cuộc sống tránh làm hại người khác, chúng ta vun bồi một lương tâm trong sáng và một trái tim an lạc. Đó là việc đưa ra những lựa chọn phù hợp với lòng tốt và sự chính trực. Thực hành thứ ba là Nekhama, hay sự từ bỏ. Điều này không phải là từ bỏ tài sản của bạn, mà là buông bỏ những dứt gió gây ra đau khổ. Đó là sự tự do đến khi bạn không để ham muốn điều khiển cuộc sống của mình. Sau đó, chúng ta có Panna, hay trí tuệ. Trí tuệ được phát triển thông qua việc hiểu bản chất thực sự của cuộc sống, tính vô thường và nguyên nhân của khổ đau. Đó là việc nhìn mọi thứ như chính nó, chứ không phải như chúng ta mong muốn. Tiếp tục, Virya, hay sự tinh tấn, là vô cùng quan trọng. Đó là việc siêng năng nỗ lực để vun bồi những phẩm chất tốt và khắc phục những phẩm chất tiêu cực. Giống như một người làm vườn chăm sóc cây cối của họ, nó cần sự kiên nhẫn và thời gian. Shanti, hay sự nhẫn nại, dạy chúng ta chấp nhận những điều chúng ta không thể thay đổi. Đó là việc chịu đựng khó khăn mà không đánh mất sự bình tĩnh. Thực hành này giúp bạn đón nhận những thăng trầm của cuộc sống một cách duyên dáng. Thiền định hay Bhavana là vô cùng quan trọng. Thực hành này là việc phát triển tâm trí của bạn thông qua các kỹ thuật thiền như chánh niệm hoặc lòng từ bi. Đó là chìa khóa dẫn đến sự bình an nội tâm và hiểu biết sâu sắc hơn về sự tồn tại của chúng ta. Và còn rất nhiều điều để khám phá. Trong những phương pháp thực hành này, mỗi phương pháp đều mở ra những cánh cửa mới dẫn đến sự thanh tịnh và thấu hiểu. Vậy, tại sao không thử kết hợp những phương pháp thực hành này vào cuộc sống hàng ngày của bạn và xem chúng biến đổi thế giới của bạn như thế nào? Hãy nhớ rằng, chính hành trình mang lại sự giác ngộ, chứ không chỉ là đích đến. Hãy cùng nhau bước trên con đường bình an này.